Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm sâu số vụ tai nạn giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm chủ đề năm an toàn giao thông, đã uống rượu bia không lái xe. Vào dịp cuối năm khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân tăng cao, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông càng được các lực lượng chức năng chú trọng hơn. Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc triển khai Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ đã góp phần làm chuyển biến tích cực ý thức của người tham gia giao thông. Do đó, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, đặc biệt là tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu bia gây ra. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường xử lý các trường hợp liên quan tới vận tải hành khách, đón trả khách không đúng nơi quy định. Các nơi có dấu hiệu thành lập bến cóc, xe hợp đồng hoạt động không đúng tuyến cố định, xe taxi gian lận tiền cước, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chấp hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Phía doanh nghiệp, anh em tôi là kết hợp với lại thanh tra tuyên truyền, là phát tài liệu về để tăng cường cái vận tải khách để đảm bảo an toàn giao thông, bởi vì cái dịp Tết là cái lượng khách rất là lớn. Nhưng mà về phía doanh nghiệp đã cũng đã tuân thủ theo cái ý kiến của các đồng chí thanh tra, nên là doanh nghiệp vận tải đã gần như không có những cái vụ tai nạn nào xảy ra. Từ đầu năm đến nay, thanh tra sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Thanh tra Giao thông Hưng Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 310 trường hợp, tổng số tiền xử phạt gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra Sở Thông Vận tải Hưng Yên xử phạt 214 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 2 tỷ 207 triệu đồng. Phối hợp với lực lượng công an, xử phạt 96 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hiệu xe có thời hạn đối với 158 trường hợp, tịch thu 2 phương tiện, tạm giữ 4 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp trong hoạt động vận tải khách. Phối hợp với công an, xử lý 50 trường hợp vi phạm về quá khổ quá tải trọng, tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe, xử phạt gần 900 triệu đồng. Thời gian tới để phục vụ cho cái dịp Tết Nguyên đán cũng như là cái lễ hội đầu xuân, thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường chỉ đạo thanh tra giao thông để tuần tra kiểm soát, và cũng như là chỉ đạo đối với tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách phục vụ nhân dân nó được kịp thời, kết hợp với cả việc phòng chống dịch Covid, và yêu cầu tất cả các lái xe là không được uống rượu bia khi tham gia lái xe và thực hiện tuân thủ đúng cái tốc độ trên đường. Công tác giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, ngoài các lực lượng chức năng, các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đang chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các bến tàu, bến đò, đường thủy, trên các tuyến sông, các điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, điểm công cộng diễn ra hoạt động chào mừng năm mới và các lễ hội đầu xuân. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Đăng Dương, hướng dẫn viên lái xe an toàn tại Honda ô tô Hưng Yên, Phú Hiến. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thay lốp dự phòng. Các bước thay thế lốp dự phòng. Bước 1. Tìm nơi bằng phẳng an toàn để thay lốp. Bạn cần một bề mặt chắc chắn bằng phẳng nhằm hạn chế xe lăn bánh khi đang thay lốp. Cố gắng đỗ xe, tránh xa đường giao thông và bật đèn khẩn cấp. Tránh nền đất mềm và dốc. Bước 2. Kéo phanh tay và chuyển về cần số V, chặn cả lốp trước và sau bằng vật nặng. Bước 3. Lấy lốp dự phòng, dụng cụ tháo và kích xe. Bước 4. Gá dụng cụ kê kích vào vị trí phù hợp, nới lỏng ốc bánh xe một vòng khi bánh còn chạm đất, sau đó tiến hành kích cho bánh xe không còn chạm mặt đất. Bước 5. Tháo ốc lốp, lốp chính. Bước 6. Lắp lốp dự phòng, bắt ốc lốp, tháo kích
siết chặt lại các ốc lốp. Bước 7, cắt lốp tháo ra và dụng cụ vào xe, hoàn thành quá trình thay lốp dự phòng. Và như vậy, tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thay lốp dự phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Power of Dreams. Power of Dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.